lưu mấy cái hình, mình có bao nhiêu hình thì mình cứ lưu vô ha. Đây là cách khai báo mảng ngoặc vuông nè. Rồi đó, ba hình, tôi có ba hình ha, lưu ba hình. Rồi khi mà tôi tổ chức CSS tôi sẽ làm như vậy đó, có hai cái nút nằm trên cái hình lớn, rồi làm sẽ đến sao mà ra vậy thôi. Rồi bây giờ trên hai cái nút đó đó có một cái hàm on click là revert và một cái là net, cái thì lít trở về trước, cái lít thì đi tới. Rồi thì bây giờ nè, mình sẽ làm việc với mảng đó như thế nào. Thì bắt đầu khi mà thực hiện net á, thực hiện net á, thì cái num này nó sẽ bằng 1, cái num bình thường ngoài nó bằng 0 nha. Mới đầu vô là nó bằng 0 là đúng rồi, vị trí 0 là đúng rồi. Cái thằng 1 này nó đang ở vị trí 0, cái thằng 1 này đang ở vị trí 0 nha. Bấm net thì mình cho num tăng lên 1 đó, cộng cộng tức là tăng lên 1 á. Rồi sao nữa, thì nếu mà cái num này đó nè, len đó nè các bạn đó, tức là mình không có biết cái mảng mình có bao nhiêu phần tử thì mình phải dùng được len thôi đó. Nó kiểm tra nếu mà nó lớn hơn bằng cái len, tức là thằng này là bằng mà len này bằng 3, nếu mà cái num này bằng 3 đó, tức là nó đã huốt rồi nha. Cái num này là cái vị trí này là 0 1 2 thôi, còn cái này này nó kiểm tra là nếu nó bằng 3 thì sao, nó xét lại cái num, đơn giản vậy thôi, nó xét lại về bằng 0 lại. Cho nên bữa nãy các bạn thấy tôi lít mà nó cứ đi vòng vòng hoài là vậy đó, nó thấy bằng 3 thì reset bằng 0, nếu thấy bằng 3 thì reset bằng 0 đó. Cho nên ở đây nó có bao nhiêu phần tử cũng vậy, không sao cả, tại mình đã dùng cái len ở đây rồi, tại cái email này nè là mảng mình dùng len. Rồi thì cái này mình slider, tức là cái này nè, cái hình đó đây, cái email hình đó là slider ha. Rồi thì cái này mình gắn src vô thôi, tức là bữa hổm mình làm mình không có dùng mảng, bữa nay mình dùng mảng và mình bố cục CSS lại thôi. Cái cách làm giống hệt nhau, vẫn đọc cái ID của hình ảnh, vẫn gắn src vô ha, và mình quản lý cái hình bằng cái mảng. Còn bữa hổm là mình làm chơi cho nó vui, là mình sử dụng trực tiếp mỗi một cái nút, mỗi một cái nút mình làm một cái function, mỗi một function đó mình thay cái đường dẫn cụ thể. Thì cái này là ứng với cái việc là các bạn làm để cho các bạn hiểu, hoặc là làm với số lượng hình cố định ha. Còn cái này các bạn sẽ cho bao nhiêu hình cũng được, nhập bao nhiêu hình cũng được, có bao nhiêu hình cũng được ha. Ở dưới đây là nó thực thi cái dạng lấy cái giá trị trong mảng nó gán cho cái RC à, tương tự như cái nét, cái revert cũng vậy ha. Nó lít vô thì nó mặc định nó trừ đi 1 đó, nếu mà thấy nó nhỏ hơn 0 thì mình reset lại là bằng trừ lại 1 cái. Nếu nhỏ hơn 0 thì cho nó về cái thằng vị trí số 2 nha, tại vị trí nè, vị trí số 0 nè, vị trí số 1 nè, vị trí số 2 nè. Nếu mà vô ban đầu mà bấm revert á, tức là nó bị nhỏ hơn 0, cái num này trừ tới nó nhỏ hơn 0, nếu mà nhỏ hơn 0 thì bằng cái len trừ lại 1, tức là lấy cái thằng cuối cùng, lấy vị trí cái thằng cuối cùng đó, cho nên mình mới có kết quả như thế này. Ví dụ như là nè, cái này là hình vị trí số 0 nè, nếu mà lít cái này nè thì nó qua về hình vị trí số 2 nha. Đó, 1 nè, 0 nè đó. Còn này nếu đây là số số 2 nè thì lít cái nó về số 0 nè đó, tức là nó sẽ xoay tròn nha. Đấy, ý tưởng là vậy. Các bạn hiểu, các bạn làm thử nha. Thuận nó nói gì ta? Thuận nói gì Thuận?
Alo, còn ai nghe tôi nói không? Vẫn nghe thầy ơi. Nghe em nói gì Thuận ơi? Jim nó bị sida quá là gì? Ghim thầy ơi, ghim á, thằng này nó ghi bữa ghim. Game hả? Cái ghim trên máy nó bị hư nên là nó không có nhìn được cái màn hình thầy hay sao á. À. Sao sida vậy? Sao sida dữ vậy? Lãng à, có ai biết chỉnh cái màn hình của iPad mà nó bị xoay không trời? Còn mình trình bày như thế nào là do mình thôi đó, nghĩa là mình có một cái hình và có hai cái icon, chuẩn bị sẵn một cái hình với hai icon, trên cái hai icon đó cái left và cái right hoặc là cái nét gì đó hay là revert gì đó, gọi revert đó, thì có cái sự kiện on click, có một sự kiện on click trên mỗi cái hình, bên trái là revert, bên phải là nét. Rồi cái đó để làm cái gì? Để khi lướt vô đó thì nó sẽ hiển thị cái hình mới cho cái IMG đó, IMG chính của mình. Đó. Tuy nhiên là mình sẽ có một cái biến chạy nằm ở ngoài hết hai cái function. Khi lướt vô một function nào đó thì nếu bên phải thì mình sẽ cho cái biến chạy nó tăng lên một, ha. Rồi mình sẽ kiểm tra liền, nếu mà nó lớn hơn cái mảng, nó lớn hơn cái mảng thì mình sẽ reset lại bằng không. Ngược lại cái nút kia nếu mà nó nhỏ hơn không thì mình reset bằng cái vị trí cuối cùng của cái mảng nha, và câu lệnh cuối cùng vẫn là thay đổi cái SRC đó. Dụ như thế này là nó gì, nó add class thì sao ta, chấm style chấm chấm style bằng keyframe, dùng keyframe, dùng shape 3 để làm cho nó hiệu ứng chuyển động nhẹ đấy. Shape 3. Bữa nay bạn học shape 3 keyframe giờ tôi làm shape 3. Anime. Animation, animation, thì cho nó một cái tên animation duration kéo dài trong 1 giây. A cộng keyframe. Rồi, cái này là anime.
Thì cái này là Chrome. Rồi cái hình này là slider img, img object delete position absolute, position absolute. Confirm thử, slide thử. Cái keyframe đó là nghĩa là gì thầy, quên rồi. À, sẽ ba làm chuyển động á, làm cho nó chạy á, làm cho nó chạy và làm cho nó diễn hoạt á. Nghĩa là bây giờ tôi muốn làm cái hình này nằm nó chạy từ bên trái chạy qua nha, thì tôi phải có một cái class, một cái css, nó tên là cái tên mình sẽ khai báo phía dưới này. Đây là cái chuyển động keyframe mà tạo chuyển động. Animation name tức là cái tên tôi sẽ làm keyframe. Animation name duration là cái thời gian mà cái diễn hoạt là nó chạy. Rồi, làm diễn hoạt thì cũng có hai cách, một cách là room to và một cách phần trăm. Thì mình làm room to cho nó đơn giản. À, thì bây giờ tôi làm thử nè. À, transition, chain lay tức là nó dịch chuyển theo chiều ngang. À, tôi cho là âm 600 900. À, âm 900 pixel. To. Nó chạy từ âm cho tới vị trí hiện tại là trên form bằng 0. Trên form chain lay trên form bằng 0. À. Rồi. Tôi sẽ lấy cái này, tôi sẽ ép nó vô đây, nét nè, slider chấm slider là cái hình á, chấm style bằng, tôi sẽ gọi CSS đó vô đây, sao chưa có format ta, ngày xưa dương dẫn lưu bình tâm giao tri ký nặng tình tình nhau, sao nó không chạy nha. Img 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 position absolute z index âm 1. Trên form nó không hiểu ta, trên form không hiểu thì dùng led. Hai ủa đâu phải không phải không phải không phải làm gì
hai chấm chữ tay bằng bài chúng ta bật gì đặt cái chân nó sao gầm 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 này. Bê bê. Em về mẫu học học các bạn ơi, các bạn nhớ cái cách làm sai không? Nhớ là lấy thuộc tính không? Là tôi nhớ nhầm qua bên class ha. Tức là trong cái JS này mình muốn set style cho nó, muốn làm CSS cho nó thì mình phải là style chấm rồi tên thuộc tính rồi bằng cái giá trị ha, chứ không phải là bữa nãy tôi style rồi bằng với tên class. Phải nhớ nhầm bên JS, JS thì add class, cái đó từ từ mình sẽ học sau. Còn cái này nếu mình làm CSS cho cái cho trong Safari thì mình làm vậy ha. Alo, các bạn có theo dõi không? Có thì thôi. Không. Đó, thì có. Cái cách đặt tên CSS trong cái JS nó phải như vậy ha. Tức là bữa nãy là mình thấy là bây giờ nè, ở trên đây là mình không cần cái này nữa nè. Đó, mình thấy tên của CSS của mình là nó có dấu trừ chính giữa ha. Và nó giá trị như thế này. Thì mình xuống đây mình ghi như vậy nè. Tức là ở trên đây mình không cần cái này nữa, mình xóa. Đó. Mình chỉ cần cái keyframe thôi để nó gọi thôi. Thì ngay chỗ này nè, thay vì trong CSS của mình á là mình ghi là animation trừ name là chữ thường. Rồi bây giờ mình bỏ luôn dấu trừ, chữ n của chữ name liên hoa lên. Đó là quy tắc chung ha, quy tắc chung khi mình chuyển tên CSS từ CSS qua bên JavaScript nó phải như vậy ha. Thì cái này là đối tượng chấm style rồi mới chấm tên CSS rồi mới tới giá trị CSS trong những hoặc đơn đó. Thì bây giờ nó đã add này vô thì nó thấy cái này nè là một cái thằng diễn hoạt, tên diễn hoạt, thì nó sẽ lên CSS, nó sẽ tìm cái này nó chạy đó. Tôi làm OBCT được 0 tới 1 đó. À,
thì bắt đầu nó có một hiệu ứng nhẹ nhẹ đó ha. Cái ngược lại tôi chưa làm đó. Đó. Làm tí xíu xe đét chưa, nó mềm mại dễ thương đó. Sao à, sao à, nó chạy xuống cái đầu à. Cái nét thứ hai, cái nét thứ hai sao nó không chạy. Xíu lại ha, cái này đáng sẽ đến nó bằng rộng nói cái lần sau sao nó không chạy ra, chạy một lần duy nhất. Thầy ơi, có điểm thầy ơi. Ơi, gì? Dâm thầy ơi. Hả? Điểm dâm thầy ơi. Lát ai mới em... vô, ai mới vô hả? Ai đi? Ý toàn nó nói là điểm danh để đợi hết giờ ấy thầy ơi. Nãy giờ chưa điểm danh. Điểm danh đầu giờ rồi trời. Ôi, điểm danh đầu giờ. Cái phần hiệu ứng đi từ từ làm nha. Sao là nó chạy như cái này. Để tôi coi nó bị cái gì. Mùa xuân xanh có hoa anh đào.
Sơn Sam. Lê Tấn Lộc. Ai không có nick thì để chữ có vô dùm. Có em đây, có em đây. Lê Tấn Lộc. Lê Tấn Lộc đây. Vĩ Khải. Vĩ Khải. Long Nhật. Có em ạ. Minh. Thành Luân. Gia Bảo. Hồ Thị Lan.